đợt mà bố mà không biết lố mà mình ôm cái cột mình nằm xuống không biết mình chèo cái trên này mấy tháng trời ơi. Giống là cái người cái tôi rồi xong chứ ố cái đợt không được ngồi lắm. Cái đợt mới tới cái này hai bữa rồi. Bữa mới đầu bắt đầu nghe thấy nó chóng mặt cái là bắt đầu cái một sập xuống. Lấy gần nhá rút nhóm người bà chứ lùa lỡ cho người đầu nó chứ lùa. Ông bị bệnh mấy năm rồi? Vừa 9 năm rồi. Thế là bệnh 9 năm rồi nhỉ? Vâng. À. Thế là lúc đấy là trước đấy thì có biết là mình có bệnh gì không? Không đâu, cứ bà gì cả. Ừ. Trước khỏe không? Lúc qua chết rồi. Trước có khỏe không? Trước ông có khỏe không? Trước khỏe, trước có khỏe. Ừ. Thế là bệnh thì là biết là bệnh gì không? Lúc ấy là bệnh gì? Không biết được cái gì cả, không biết gì cả. Ừ. Thế khi mà bị bệnh ấy thì có phải đi đo huyết áp, người ta có biết là mình huyết áp bao nhiêu không? Chưa có, mấy cái câu người không biết cả. Ừ. Không biết gì cả. Ừ. Lúc mà bị như thế thì có đo huyết áp không? Bị liệt thế là đi lên bệnh viện thôi. Còn ông không huyết áp không biết gì cả. À, lật liệt đấy là lên tận bệnh viện đấy. Vâng. Liệt là lên bệnh viện. Xong châm cứu là châm cứu ở ngoài hay là châm cứu của nhà nước? Châm cứu của bệnh viện. Ở ngoài. À. Thế nằm bệnh viện mất bao lâu? Chính hơn tuần chú nhỉ? Hơn tuần à? Dạ, không phải à? Hơn 5 ngày. 5 ngày. Thế sau đó thì là quay lại là đi chữa đông y là châm cứu với uống thuốc bắc thôi, đúng không? Ừ. Thế lúc ở bệnh viện thì cũng không hỏi ta xem là huyết áp là bao nhiêu hay là bị sao à? Tôi không lên, có các chú lên. À, các chú lên à? À, thế. Không hỏi mà anh em không chả biết cái gì. Lúc này cũng chả biết lố một cú rồi. Bên chuyên môn người ta làm. Thì mình theo thôi. Liệt 3 tháng là mọi người châm cứu. Châm cứu là uống chứ mà một hết tính hơn 32 tháng thuốc bắc. Thế là châm cứu là chỉ châm cái chỗ mỏm méo thẳng xuống tay xuống chân. Thế là chỉ một ngày, đầu tiên là một ngày muốn châm, rồi sau là chỉ châm một ngày, nghỉ một ngày. Thế là anh em với con chú cũng là cố gắng thằng châm cho ông khỏi thấy kiểu mô thế. Nên lúc là anh ấy thâu là thâu, anh ấy thâu. Thế là bắt đầu là anh ấy bị uống ông bà tìm cái một bột luồng nữa cho ông biết đi, nhưng mà không đó là tự tôi rắc mãi thời gian rồi ông. Tay bây giờ sao? Ông cầm nắm tay ông xem ông nắm được tay không? Không làm được. Không làm được. Tay. Không cấp cái kia chiếu gục lỡ không? Không biết được. Không cầm được. Không cầm được. Vẫn không cầm được. Thế là từ lúc châm cứu xong là vẫn tay vẫn thế. Vẫn thế. Thế còn đi lại thì có phục hồi tốt hơn không? Có đi lại được hơn không? Đi lại chân. Chết rồi. Cao đi thẳng rồi, bỏ. Vẫn bổ. Rồi cứ vô nữa, bỏ cho chơi đi không được. Chứ bây giờ có ra ngoài ngõ được không? Được. Được. Dần dần nói hơi rõ. Nó là mới có 2 năm nay mới nói rõ hơn một tí nữa. Còn trước nói không biết cái chi hết, tôi cũng chả hiểu cái chi rồi, ông chú Hùng. Ông Hùng lắm, lúc ông đi lên gãi, ông nó bang. Thế là nói rõ hơn này. Đấy, đi lại của ông thì có khá hơn không? Có khá hơn. 2 năm nay đi lại nữa. À, 2 năm nay đi lại khó hơn, đã hơn. Thế hàng ngày thì ông có tập thể dục không? Có phải tập thể dục có, cho ông? Sớm mai là ông, tôi biết sớm mai ông chỉ nắn cái tay đi, ông lâu ra, thế rồi bắt đầu nói là ông chứ không cho là dần dần nữa, nay mới hơi nước một tí rồi bắt đầu ông đứng tập thể dục ở đây. À, thế là có vẫn có tập thể dục hả? Có tập thể dục thế nào? Làm những động tác gì? Dỡ cẳng đi. Không, chứ có dẫm cẳng. Dẫm cẳng thôi. Tôi thì nâng cái cẳng cao lên không nâng được. Chứ có kéo thì thôi. Có cả gì chứ có kéo, nhúng thì tôi. Sau đợt đấy là chỉ có những đợt cảm cúm thôi, chứ không có đợt nào bị đột quỵ như lần trước nữa. Không, à. Chỉ có là thổ muốn hết hơi, nước muốn chảy ra thì bà lấy thuốc đó là đem cái nước thuốc cho tôi lấy. Bữa mùa mình
Ồ, núng, số muốn nhiều, tôi lấy 5-60 cắm cho em. 5 viên B1, mà cá hoa nó là 2 viên đầy xa, 2 viên B6, có rất hoành, rất là uống đến liền. Đo huyết áp ấy, lúc mà bị như thế thì có đo huyết áp không? Điều trị muốn không nâng trở đi, chứ có cái bị rất là bắt đầu bị liệt, rất là đi đường lên bệnh viện thôi, chứ còn ông không, không huyết áp, không cái gì cả. Một bữa ông ăn được nhiều không? Bữa mà... Để ông nói, cháu muốn nghe ông nói xem thế nào. Hai chiếc bát. Ừ. Tự xúc mình hay là người khác xúc cho? Dạ, bà tôi. Bà tôi. À, thế ạ. Xúc mà hết hộp mua mất thì lên lạc xuống bỏ cái mâm. Hai bát. Ừ, ăn được hai chiếc bát thế. Còn sáng thì không ăn. Sáng sao buổi sáng lại không ăn? Không ăn sáng. Không ăn sáng à? Vâng. Thế bữa mà tôi đi mạn viện muộn là hơn 10, có bữa đi mạn quá 10 giờ mới về là ông cái chú đối bụng hung. Mọi người nói là bà giỏi chiều, giỏi chăm đấy hả? Giỏi chiều, giỏi tập. Đúng là thật sự. Có cái gì là chứ khi cho ông nhiều cho ông ăn. Thế là này ông khỏe rồi ông lên. Lê, tôi đi mạn ông lên nhìn cho tôi. Được à? Thế là chăm thế chiều như thế được chưa? Được rồi. Thế thì sao thỉnh thoảng ông lại hung lên, ông lại quát, ông lại cua gậy? Thôi là nằm lại trên cái cỏ đó thôi. Cái bữa mà đang ăn cơm nối của anh, ăn cơm, tôi ngồi đây, ông ở đây, mà có đi chữa cái nồi cơm điện, không được đi đánh đi chữa nữa, mà ông đang vào ăn cơm, mà ông tầm ông vừa cái gậy, mai tôi đói đông đầu, cái bữa là tí tôi liền, cái bữa mâm cơm nữa. Ông hung lắm anh ạ. Thế rồi tôi, bữa đó tôi cũng có gắt với ông, tôi mà chết bữa này, phòng hai bữa ông chết. Tôi mà chết là cứ côn nhọc mà không có đâu mua trăm đúng mua anh không có đâu mua chiều mua ăn cho dỗi chiều trước là bữa đến ngày với có mấy đồng bạc mà chết các chú của ông thì bữa phần đầu tôi mua cá đó. Mua cá khua ăn chứ là bữa nay có cá ăn với hai bữa nay tôi chỉ hái đồ rồi quẩn với mà với đồ má nấu canh. Ăn mặn hay ăn nhạt? Thường ăn nhạt. Ăn nhạt à? Ông ăn lại. À thế à? Nhưng trước có ăn nhạt không? Trước cũng nhạt. Cũng nhạt, bây giờ vẫn nhạt thế thôi. À. Ông thì trước thì mỡ không ăn. Nhưng mà từ hồi thằng tận nay là thằng mỡ lại thích ăn. Ông bà nấu canh còn mình tính nữa bắt đầu tôi ông mới thôi tốt được nấu nó hôm lại. Nó hôm lại ăn được cũng ăn cho xong bữa. Hầu như là chỉ có ngồi chỗ chứ không làm gì được nhiều. Không ngồi thôi. Thế ông nghĩ thế nào về bệnh của mình? Mà cái bệnh. Không nghĩ gì à? Không. Nhưng có buồn không? Có khó chịu, có bực dọc nhiều không? Không. Nên vậy thì cái lúc mà thấy ông bệnh như thế thì bà suy nghĩ thế nào? Lo lắng thế nào? Lo lắm chứ. Lua mà anh đang mở cho ông khối được. Ông có người ông như cái cội được các con các cháu rửa. Không đi làm được nhưng có bố, có mẹ. Nhưng mà rất lua anh ạ. Lua không ngủ được thôi. Chủ lên gái đi đâu con gái mới mất nữa. Rồi dần muốn. Cũng tuổi mà đi ra án chứ cũng 80 tuổi. Mà năm nay đúng là bảo nó cũng toàn bán như tuổi. Rộng tăng hết. Còn nó có 6 cái răng. Con với anh coi. Ngày là chỉ đi hái rau leo, rồi hôm mới không có nhờ bài ăn gì ăn lắm. Đi hái rau leo là đi xuống cái chỗ phủ hơn cái số, một giờ là phải đi xuống nơi bán, mới có tiền mua cho các cháu ăn. Đường trường bà khổ như thế. Thấy cái lúc có việc đi màn thì 12 rưỡi. Rồi bà chứ hát, ngày xưa đi cơ quan rồi hát cho vui. Anh Quỳnh cái mệnh nhọc đi, rồi bắt đầu thấy họ đánh đằng sau họ không biết họ đi bố ơi. Bắt đầu người ra là khô cái gì mà bán cái thật đấy nè, chứ con mình nó bán mà chứ hát với quỳnh như ngày xưa đi hò hát cái gì cái thứ nữa rồi quên mệnh nhọc đi, thế mà làm cũng bán một mình cái thứ.